Quý cô bác anh chị quý khán giả đang theo dõi video tiếp theo trên kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay trong cái video này thì mình có dịp được trò chuyện với một người trong cuộc đã theo dõi cái câu chuyện của em Vũ 20 bị chính cô ruột của mình đã đẩy ra khỏi căn nhà của mình. Vâng, em xin chào anh Minh Nguyễn ạ. Dạ vâng, thì sáng hôm nay anh cũng như mấy anh em YouTube tụi mình cũng đã có mặt trực tiếp tại quận 12 tại căn nhà của chính em Vũ, và có mặt trực tiếp của ba nuôi là chú Ngọc cùng với em Vũ và một số anh em nữa. Thì hôm nay là em Vũ tới trực tiếp gặp chủ nhà để hỏi thăm xem thử là hiện tại là căn nhà đó đã được bán chưa hay là đang cho một người nào đó thuê. Tuy nhiên là cái câu chuyện mà cái cuộc đối thoại giữa em Vũ và cái người chủ nhà nó diễn ra khá là chóng vánh. Nó nói chuyện khoảng tầm 10 phút thôi thì nói chung là cũng chưa có thống nhất được với nhau là cụ thể là cái căn nhà hiện tại như thế nào. Và ngay sau đó thì công an cũng đã xuất hiện và giải tan ở đám đông. Thì theo anh, một cái câu chuyện này kéo dài cũng khá là lâu, gần 2 tháng nay rồi. Cái câu chuyện bà cô Vân này, bà tiếp tục lẩn trốn mà bà coi thường pháp luật, bà coi trời bằng vung đấy, mà cứ để cho chú Ngọc là liên tục là nhờ hết nơi này nhờ đến nơi kia. Mà hiện tại thì nếu mà theo suy đoán của em là cái câu chuyện này sẽ còn kéo dài khá là lâu. Thì anh là một người trong cuộc theo dõi câu chuyện này thì anh nhận định gì về vấn đề này anh Minh Nguyễn? Bây giờ thì tất cả khán giả cũng đang rất là quan tâm tới kết quả của làm việc trên cơ quan chức năng ngày hôm nay. Thì khi mà chú Ngọc với em Vũ đến cái căn nhà đó để giáp mặt với chủ nhà để mà làm rõ cái vấn đề, tức là mình làm mạnh lên để mà cơ quan vào cuộc. Nhưng mà thông tin chi tiết với mọi người đó thì chú Ngọc trước khi mà em Vũ mang bốn cái tấm hình, hai cái tấm hình của ông bà nội với hai cái tấm hình của cha mẹ mình đứng trước nhà, thì cái thời điểm đó thì mọi người cũng biết rồi, thì trước đó thì cũng đã trình báo cơ quan chức năng rồi đó. Và sau đó thì chú Ngọc cùng với em Vũ và có một số anh em tới để mà cập nhật cái thông tin. Thì nói chung là tình hình thì cũng khá là trật tự. Thì một lúc sau thì có một em trai ra mở cửa, thì cũng nói qua nói lại, cũng nói là chủ nhà. Thì Vũ mới đưa cái tấm di chúc ra, thì cũng nói rằng là tôi đến đây là để tôi xác minh cái căn nhà này là của đã bán hay là cho thuê. Tại vì căn nhà này á là của ông bà nội tôi, có viết di chúc á, thì cũng đưa cái tấm di chúc ra. Thì sau một hồi nói chuyện giữa hai bên thì cơ quan chức năng cũng đã mời hai bên lên cơ quan để làm việc. Thì cái buổi làm việc này á, để làm rõ một số cái vấn đề gì. Thứ nhất là cái căn nhà này chính xác là theo như em trai đó là cũng là con chủ nhà thôi. Em trai là con chủ nhà, yeah. Thì thông tin được biết là cái căn nhà đó đã bán rồi. Trước đó thì rất là nhiều những lời đồn luôn, lúc thì nghe là cho thuê, lúc thì bán hai đời chủ, nhưng mà đã xác minh được là đã bán rồi. Yeah. Như vậy thì rất là vui, mình cũng khoan vội kết luận và cũng khoan vội mình chỉ trích chủ nhà. Tại vì trước tiên á là mình phải làm theo cái trình tự. Cái động thái mà chú Ngọc với em Vũ mà tới thẳng cái nhà đó, theo như quan điểm của mình là một cái động thái phải nói rất là hay. Tại vì bây giờ mình cứ kéo dài thời gian hoài, mình cứ nắng ná thời gian hoài thì nó sẽ trôi qua, nó cái vấn đề mà đòi lại căn nhà nó rất là khó. Yeah. Cho nên cái động thái mà mình tới đó, tại vì bây giờ cái căn nhà của tôi ông bà nội đã để di chúc tôi rồi, tôi có giấy tờ hợp lệ đúng không, mình có giấy tờ hợp pháp đàng hoàng. Yeah. Thì trước tiên á là phải tuân thủ cái pháp luật đúng không, mình phải trình báo cho cơ quan là tôi cái nhà này tôi có giấy tờ. Thì khi mà mình đến căn nhà đó thì cái mục đích của mình không phải là để quấy rối, tại vì cái nhà đó cơ bản giấy tờ mình có. Thì mình phải bắt chước với chủ nhà để coi căn nhà này anh hay là chị mua giấy tờ như thế nào đúng không. Cho nên là mình tới trước tiên á là phải gặp chủ nhà để xác định căn nhà này là cho thuê hay là đã mua rồi. Yeah. Thì sau khi mà lên làm việc á thì anh được biết là ngày mai sẽ tiếp tục có buổi làm việc nữa. Chưa có xong đâu, sẽ làm việc thêm nữa. Và cái điều mà mình biết á là chắc chắn là bà cô này phải xuất hiện
Đúng rồi anh. Để làm rõ cái vấn đề này chứ. Chính chứ xác. Không thể nào mà né được. Tại vì bà là người trong cuộc, bà phải xuất hiện chứ không thể mà cứ ở ẩn hoài như vậy, không thể trốn nó tránh hoài được đúng đâu. Rồi. Dạ. Nhưng mà nói chung á, mình cũng khoan vội kết 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 luận cái chủ nhà này, giống như là nói là chủ nhà này là thông đồng này kia, mình cũng khoan vội đi. Dạ. Mình cũng chưa biết được điều gì, nhưng mà quan trọng mình làm như vậy, bước ban đầu mình làm vậy là rất là ok. Sau đó thì cơ quan chức năng người ta sẽ điều tra, người ta sẽ mời hai bên lên người ta điều tra, ba bên luôn. Giữa người bán nè, người bán là ai, là bà cô này. Còn người mua, nếu như mà có phát sinh ra một đời chủ nữa thì mình sẽ làm rõ thêm nữa. Dạ. Nó sẽ liên quan tới rất là nhiều vấn đề em. Giữa người bán, người mua và cái giấy tờ trên cái di chúc em Vũ đứng tên. Đúng rồi, chính xác. Đó là một cái, phải nói rằng đó là một cái mà Định Thái hôm nay là phải nói rất là hay. Dạ. Tại vì em thấy có nhiều cái vụ mà đòi nhà giống như trường hợp em Vũ lắm. Dạ, mình rồi. Không làm vậy, bây giờ cái nhà của mình mà bây giờ là mình không được vào, nếu như mà tất cả mọi người cũng rất là bức xúc. Dạ. Đúng không? Sao mình có thể là mình nắng ná mình chờ đợi được, em không thể nào chờ đợi được. Nếu mà gặp như em đi, đặt trường hợp gặp như em là em sẽ tới trực tiếp với nhà liền. Dạ. Đúng không? Tại vì cái nhà của mình giấy tờ mình có rồi, mình làm cái gì mà mình phải sợ. Đúng không? Mình đâu có làm cái gì mà vi phạm pháp luật. Phải chi mà cái nhà của người ta mà mình tới mình gây rối là vi phạm pháp luật nha. Dạ đúng rồi anh, chính xác. Đó, và... cho nên là mình tới vậy rất hay. Và cũng muốn nói một ý như thế này, cũng chia sẻ là khi mà em Vũ xuất hiện thì rất đông những người hàng xóm ở đây đều đồng tình ủng hộ em Vũ hết. Đó, và cái câu chuyện mà sáng nay mấy anh em chia sẻ trò chuyện với Vũ thì nói là Vũ lúc này hiện tại là đang ở lang thang ở ngoài đường và hiện tại là vẫn chưa có chỗ ở nào. Và nói chung là rất nhiều cô chú bác người ta khi mà xem cái video mấy anh em mình quay được á, tại vì thấy Vũ cầm những cái tấm di ảnh của ông bà của mình rồi ba mẹ của mình mà trong khi đó nhà của mình đó là nhà của ông nội, mà ông nhà ông nội bây giờ là cái di ảnh của ông nội cũng không được nằm ở trong nhà nữa. Thực sự là một điều quá phi lý và thực sự là rất là bức xúc, không chỉ là mấy anh em tụi mình mà rất nhiều khán giả người ta bức xúc. Và câu chuyện mà cái bà Vân này, bà rất là nhiều lần trốn tránh rồi anh, và không biết là nếu mà lần này mà nếu bên phía cơ quan chức năng người ta triệu tập thì bà có xuất hiện theo anh, là bà xuất hiện hay không, hay là bà sẽ xuất hiện chứ em, phải xuất hiện sao mà né tránh được. Tại vì bà này rất là nhiều lần rồi, không thể mà bà viện lý do này, đi công tác, rồi lúc đi Hà Nội, lúc đi An Giang, lúc đi chùa này kia. Chứ thực sự là không biết là bà có xuất hiện hay không. Nhưng mà nếu mà em nghĩ nó có vụ việc này, nếu mà muốn làm sáng tỏ một vấn đề, phải có thứ nhất là bên mua, thứ hai là bên bán, và cái thứ ba là bên em Vũ là người coi như là thừa kế căn nhà đó. Thì sáng hôm nay chú Ngọc thực sự là cũng rất là thấy rất là xót xa cho em Vũ khi mà hiện tại vẫn ở nhẫn nhơ ngoài đường, cũng không có được một cái chỗ ở để nương thân. Trong khi đó là bà Vân là bà vẫn hôm trước cũng nghe chia sẻ là cũng bị bà hăm dọa đó anh, hăm dọa mà có khi là người em Vũ nghỉ làm luôn đó. Đó cái đó mình có giấy tờ hợp pháp là mình không có gì phải sợ hết em. Dạ. Sống trên đời này có pháp luật mà em. Mình dạ. Không có gì làm vi phạm pháp luật là mình không có sợ. Em thấy là em Vũ phải nói cái trường hợp của em Vũ mà hôm nay em thấy đứng ở ngoài cái cửa thấy rất tội. Dạ. Nhiều lúc á có anh em bà con đó thì người ta thương, người ta đứng thì còn mạnh mẽ, còn có cái gì như là mạnh mẽ hơn. Chứ mà nếu mà không có mấy anh em, Vũ cũng không bao giờ mà mạnh mẽ được như vậy đâu. Dạ. Tại vì Vũ nó khờ lắm. Đúng rồi. Rồi có một người bạn của Vũ đi theo nữa. Nói chung thì qua cái clip này thì cũng nói chung là cũng mình cũng trông chờ, mình cũng trông chờ vào cơ quan chức năng để mà làm sáng tỏ vụ việc này ra, để mà lấy lại công bằng cho Vũ, thấy nó rất tội luôn. Làm cho rõ ràng cái trắng đen, tại vì căn nhà đó là cái nhà của ông bà nội với chị Trúc để lại cho Vũ rồi, có dấu mộc hẳn hoi rồi đó. Dạ. Yeah. Nhưng mà theo anh nghĩ là khi mà nó thấy là bây giờ là Vũ là có nhiều cái giấy tờ bằng chứng rồi, nhưng mà nộp bên phía ủy ban hay là bên nhờ bên phía luật sư, nhưng mà là lâu nay là vẫn chưa nghe một động thái gì đó anh, thì em nghĩ là dạ, nói với em này nè, có cái gì đâu. Anh nói với em nè, không có gì đâu á, chỉ cần em cầm cái loại giấy tờ lên là em tới nhà em gặp trực tiếp chủ nhà luôn. Dạ. Không có đợi gì hết em, trước tiên cái bước đầu tiên là mình làm như vậy đi, rồi sau đó rồi luật sư hay là cái gì tính sao. Dạ. Em phải làm trước một cái vấn đề đó, tại vì cái nhà của em mà, chứ đâu phải là giống như là cái chiếc xe máy hay là gì đâu em, cái giá trị rất lớn em. Dạ, cái đúng nhà rồi. Nó tính đâu thẩm định là giá gần chục tỷ đó, nếu mà mình thẩm định sơ sơ đó. Đúng rồi, nghe nói là căn nhà nếu đó. Nếu mà giấy tờ nhà mà có giấy sổ hồng của nhà của Vũ, anh nói bèo lắm phải chục tỷ.
Dạ, nghe nói là giá thị trường là tầm là 8 đến 10 tỷ chứ không phải là một con số nhỏ luôn đó anh. Đúng rồi, nhà nó dài lắm, trời ơi, hai mặt tiền luôn. Dạ. Thế là thực sự là lúc sáng nay khi mà thấy nhiều bà con hàng xóm mà thấy em Vũ mà ôm di ảnh mà mang theo cái ba lô luôn. Mang theo cái ba lô tại vì bây giờ là đâu có chỗ ở đâu. Mà trong khi Trời đó ơi, em thấy cái tội lắm. dạ. Thì không biết là anh có chia sẻ gì về cái câu chuyện của bà Vân không, khi mà đến giờ này bà vẫn chưa xuất hiện không anh? Giờ nói chung á, bạn về bạn không về gì á, nhưng mà khi mà cơ quan chức năng người ta gọi lên là phải lên, mình đâu có thể nào mà giờ mà chạy hoài. Em mình đúng sao mình cứ 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 né. Anh nói em, nếu mà bà đúng tại sao bà không dám ra gặp mặt, Dạ đúng, chính đúng xác, không? chính xác. Nếu mà mình đúng á, mình không có cái gì mà mình phải là né đó. Anh nói em đơn giản thôi, cho nên là mọi người cứ là chờ đợi ngày mai sẽ có thông tin nữa cho mọi người biết. Bây giờ thì mình cũng chưa có, tạm thời là cái thông tin là như vậy đi, bước đầu là vậy đi. Ngày mai nếu mà có thông tin gì nữa thì mình sẽ cập nhật tiếp. Dạ, nhưng mà ngày mai là nghe nói là sẽ có làm việc với bên cơ quan chức năng nữa đúng không Đúng rồi, làm việc nữa đó, anh? Rồi, dạ làm vâng. việc lần nữa. Mọi người cứ yên tâm đi, cứ chờ đợi tin tin vui tới đi. Ngày Dạ mai vâng. sẽ làm việc tới, có kết quả nào mà đi nào em Vũ mà dọn về nhà đó thì mình báo chính xác cho mọi người luôn, rồi qua quay ăn mừng này kia, rồi qua quay rồi chia sẻ cho mọi người biết luôn Dạ. đi nào Vũ về nhà đó. Dạ. Hả? Đó Thì là nói cái chung là cũng một thời gian nữa chứ không phải là mau đâu. đúng rồi, em nghĩ là cũng cũng còn lâu chứ không phải là nhanh đâu anh. Dạ. Không có nhanh được đâu em, tại vì mấy cái vụ mà nhà cửa này nó mất thời gian lắm. Tranh chấp tài sản này là về nhà cửa này là cũng cũng mất thời gian khá lâu đấy, không phải nhanh đâu. Đúng rồi, mất thời gian khá lâu lắm đó, chứ không phải là một ngày một bữa đâu, cho nên là mọi người có thông tin gì mình sẽ cập nhật cho mọi người biết. Vậy Dạ. nha em, Dạ anh vâng, ra cảm ơn ngoài anh đường. Minh Nguyễn rất là nhiều ha. Rồi Dạ. rồi rồi. Vâng, mình cũng vừa có một cuộc trò chuyện với anh Minh Nguyễn, tức là một người trong cuộc cũng theo dõi câu chuyện này từ đầu cho đến giờ. Và thông tin mấy anh em tụi mình nắm được là ngày mai là bên phía chú Ngọc và em Vũ cùng với phía bên chủ nhà sẽ tiếp tục có một cái buổi làm việc nữa với bên cơ quan chức năng, tức là bên ủy ban phường cũng như là bên phía công an. Và ngày mai thì mình cũng sẽ liên tục cập nhật thông tin mới đến cho tất cả của ba anh chị nha. Quý vị nhớ bấm đăng ký, like và share thật mạnh lên trên kênh YouTube của mình để đón nhận những thông tin mới nhất từ cái vụ em Vũ U20 vị chính cô ruột của mình đẩy ra khỏi căn nhà nha. Video của mình đến đây sẽ được tạm dừng ha. Cảm ơn các cô bác anh chị đã luôn quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các video tiếp theo.